con này là leo bút của Đức nha, tình trạng nó bị gãy mấy chỗ này nè, dùng vít này là chính âm sắc này. Lấy cái trục vít đây anh em ơi, con này bán cho anh em 1 triệu thôi nha. Vừa nghe được cái gì nghe chơi vui, xuống nhà rồi chờ xíu lên lại. Con này là bốn nhà của Đức luôn nha anh em. Này mình đang nghe live in này. Con này cũng sản xuất tại Đức luôn này, thấy không? Lòng như vậy. Nhặt nút rồi, nút nguồn. Rồi bây giờ mình dò đài thử nha. Đây đài tuột rồi anh em, à còn bác rồi này. Coi tôi có đài nào rõ không? Rồi mình tắt bớt cái đài này khỏi nhiễu. Rõ nha. Rồi, anh em nào chơi thì nhắn Zalo nha nè. Hôm nay bán 1 triệu nha. Nghe đài, nghe lại in gì đó chơi vui. Nhắm lại in này, nhớ hai này vô nha. Này mới nhạc này. Lại in á. Cái volume này mà đơm á, mức 50 rồi nha. Cầm cái điện thoại này kìa. Đây. Gãy luôn cái cốt ở trong á. Tắt ra lên nhạc rồi này. Ok anh em nha. Mình chơi nhé.